Hồi nãy là mình đi hết cái phần thân rồi. Đi hết cái phần thân, nghĩa là mình đi hết tới cái rìa này. Hết cái rìa này, giờ bắt đầu mình làm cái dành nè. Nó giống như này, cái màu trứng gà nè, thì nó sẽ hết cái phần thân đây, thì mình sẽ còn làm cái dành. Giờ mà bắt đầu mình làm cái dành ha. Đây là ô 7. Cái dây lồng đầu tiên mình kết thúc rồi thì nó sẽ là hai hạt xanh. Thì mình muốn được ô 7 thì mình sẽ sâu thêm 5 hạt xanh. 5 hạt trắng thì mình sẽ được cái ô 7. Tiếp tục cái dây phải mình sẽ tiến 2. Rồi giờ bên này mình sẽ muốn ô 7 thì mình sẽ sâu thêm 4 hạt trắng. Dây phải tiếp một tục mình tiến 2 hạt. Phải mình sẽ tiếp tục mình tiến ngay à. Trái sau 4 nó 1. Dịp phải nè.
Dây phải tiếng 1 hay 2 hạt. Tiếp tục làm lưng phiên tới hết. Nãy giờ mình đi 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ô 7 thì còn một ô nữa là nó mới kín nè. Thì cái vòng cuối thì cái dây phải sẽ tiến 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt. Một hạt nè, hai hạt nè, ba hạt nè. Hiện tại thì mình có 4. Có 4 thì mình sẽ sau 3 mình sẽ được 7. Thì mình vòng này mình sẽ sau 3 hạt. Vì vậy mình sẽ tiến một hàng. Coi như là mình kết thúc cái dòng 7 ở trong. Bây giờ này là dòng 5 với dòng 6 là xen kẽ. Dòng 5 với dòng 6 mà mình làm cái dành màu xanh. Thì coi như là hai hạt mình đang ở đây nè. Hai hạt này. Thì mình đang ở đây. Thì mình sẽ sâu một trắng, hai xanh, một trắng để tạo ô 6. Một trắng, hai xanh, một trắng. Nên mình tạo ô 6. Bây giờ ngay có cái hạt giao nhau, có ba cái hạt giao nhau thì mình sẽ ô 6. Tới cái hạt kế tiếp không có giao nhau của hạt nào hết thì mình sẽ đi ô 5. Dây phải mình tiến 1. Mình sẽ sâu. Đây mình có 2 rồi. Mình sẽ sâu 2 xanh, 1 trắng để tạo ô 5. Đây. 2 xanh, 1 trắng. Chúng ta ô 5. Tiếp theo dây phải mình sẽ tiến 1 hạt, 2 hạt. Tiếp tục mình tạo ô 6. Ô 6 thì mình sẽ sâu là 2 xanh, 1 trắng. Này, giống như vậy nè. 2 xanh, 1 trắng. Sẽ nấu một. Rồi dây phải. Dây phải nè. Mình sẽ tiến một hạt. Mình cũng sẽ sâu hai xanh một trắng luôn.
dây phải này mình sẽ tiến hai hạt, mình sẽ tiến một hạt này, một hạt này. Mình tiếp tục mình làm vậy là tới cho tới hết vòng luôn ha. Mình làm cũng gần xong, gần kết thúc nè. Mình cứ tiếp tục cái dây phải mình tiến hai. Dây phải tiến hai, dây trái sâu hai xanh một trắng, hai xanh một trắng hoài. Mình làm tới cuối vòng. Tới vòng cuối nè, mình đếm nè. Đếm nãy giờ mình làm được bao nhiêu vòng ha? 1, 2, 1 vòng 6, 1 vòng 5 nè. Mình cứ mình tổng đây rồi mình biết cái 6 với cái 5. Cứ 1 vòng 6, 1 vòng 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 này một vòng đó là sẽ là 20 vòng. 20 vòng thì sẽ là 10 cái ô 6 và 10 cái ô 5. Cái vòng cuối cùng thì cái ô 5 bình thường là ô 5 chỉ tiếng 1 thôi, nhưng mà vòng cuối cùng là hết rồi. Ô 5 tiếng 2. Mình sẽ cái này 3 hạt sẽ sâu thêm 2 hạt xanh. Và ô 5. Đây là kết thúc à. Xong nhưng mà cái nón á, cái nó không, cái dành nó không có được thẳng giống như này nè. Cái này thì cái dành nó thẳng nè, cái dành nó phẳng nè. Còn cái này thì cái dành nó không phẳng, nó cứ cong nè. Cái này thì cái dành phẳng nè, vòng 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 này nó phẳng nè. Những cái khác nhau cái là mình sẽ xong là mình sẽ luồn dây, mình sau mình luồn dây vòng 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 cái dành thì nó sẽ thẳng ra. Bây giờ mình luồn ha, mình luồn vô cái sợi dây bên phải thì mình sẽ đi vòng bên phải, sợi dây bên trái mình sẽ đi vòng bên trái, mình sẽ đi một vòng thì nó sẽ cứng cái dành. Mình kết thúc ở đây nè, cái hạt này là kết thúc không, cái dây bên phải nè, bên phải mình cứ luồn phía bên tay phải, luồn đi cái hướng phía bên tay phải nè.
nó sẽ thẳng. Mình lùi thì nó sẽ cứng hơn. Chú ý là mình không buộc ha. Buộc lại thì nó sẽ đi ngãn, cái này thì mình sẽ không có luồn tiếp được nữa. Mình luồn về nó sẽ chắc hơn, nó sẽ chắc hơn. Mình tiếp tục mình luồn về, nếu mà còn dư dây á thì mình sẽ đi lên mình luồn vòng 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 khúc đích này. Rồi sau khi mình luồn dây nè thì nó sẽ thẳng. Bây giờ bắt đầu mình làm nơ ha. Nơ thì mình sẽ cắt một cái cọng dây khác. Dây khác mình ví dụ một cái nơ này đi, thì mình sẽ sau 2, 4, 6, 7 7 cái hạt cườm với một cái hạt cườm làm đáy nữa, ở đáy nữa ha, là mình bắt đầu mình sẽ sau một cái hạt cườm nè, mình sẽ sau một nè, cái mình sẽ nhập đôi dây lại, nhập đôi dây lại. Mình sẽ sau tiếp 7 hạt nữa. Này hạt nó dính cũng không sao, tại này nó nằm trên cái đường thẳng, nó không có bị gấp khúc nắng sao nè. Rồi bắt đầu mình sẽ chỉnh dây một bên cho một bên ngắn một bên dài. Bên dài thì mình tiếp tục mình sau tiếp nè, mình mới xỏ qua một cái hạt cườm lớn. Hai bốn sáu coi như 8 hạt ha. Mình sẽ xỏ tiếp tục ở vô 8 hạt. 8 hạt cườm nhỏ. Cơm này mình sẽ chặn lại một cái. Mình sẽ chặn lại một hạt. Mình sẽ sâu, mình sẽ đi lòn lại 7 hạt. Mình lấy 8 hạt mình bỏ lại một hạt á. Còn 7 hạt. Đây. Đầu dây mình sẽ luồn qua, mình tiếp tục làm hai cái nơ. Hai dây mình sẽ luồn đối xứng với nhau, giống như mình đấu với nhau qua một cái hạt lớn vậy đó. Đây nắm hai cái nơ nè, này hồi ta sẽ thành hai cái nơ xuống nè. Rồi tiếp tục mình sẽ sâu 7 hạt. Bây giờ mình cũng sẽ luồn lại cái vị trí hồi nãy.
mình sẽ đấu qua một hạt nè, mình thành cái dòng cái nơ đầu tiên nè. Cái dây cũ hồi nãy nè, mình cũng sẽ sâu 7 hạt. Sâu 6 hạt cũng được, nhưng mà 6 hạt là cái mỗi bên một cái hạt lẻ, đi hạt lẻ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn cái hạt chẵn thì giống như hai cái đường thẳng song song nha, nó không đẹp. Ba, 4, 5, 6, 7. Rồi, cái mình xỏ vào cái chiều ngược lại. Cái mình có được cái nơi nè. Vậy mình buộc dây ha. Buộc dây cho chắc lại cái mình. Bây giờ mình ráp vô trong cái nón. Hoặc là nếu mà cái dây cái gì mình cắt, tại này dây mình cắt hơi ngắn quá, cái dây dài thì mình để cái dây dài này mình buộc vô trong cái nón luôn, mình khỏi phải lấy cái dây khác. Rồi, giờ ráp vô trong cái nón. Cái nón hồi nãy mình luồn dây á, là mình còn chừa lại sợi dây. Cái mình lấy sợi dây này mình gắn luôn này, tiếng một nó không chỉ tiếng một, nó muốn tiếng hai luôn, luôn nghĩa là nó chắc. Cái hạt của cái nón nó sẽ nằm hơi ở khúc này, ở cái khúc này, cái khúc ba hạt nè này, thì xong rồi mình sẽ luồn qua cái hạt cơm. Rồi mình giấu cái mối mà mình nói á, mình giấu cho nó nằm phía trong để nó không đẹp. Mình sâu qua một cái hàm cơm nè, tiếp tục mình luồn đi tiếp. Coi như là cơ bản là cái nơ nó được gắn vô rồi đó. Xong. Ở đây sản phẩm hôm nay mình đã làm xong rồi nè. Thì mình lại gần cho các bạn xem nha. Thì các bạn muốn phối màu cái tùy theo mình quay lại cái sản phẩm cũ. Đây là cái nón trơn chỉ có một vòng, nó đơn giản thôi. Mẫu một nè. Mẫu hôm nay mình làm nè. Mẫu này thì có cái bông. Mẫu này thì có hai cái viền. Mẫu này thì cũng giống như cái mẫu này nhưng mà nó không có cái viền nhánh đây.
Rồi, chúc các bạn thành công ha, trong cái phần mình có ghi công thức, cái phần ghi tiêu đề dưới á, có gì các bạn nào mà chưa có rõ thì các bạn xem lại công thức ha. Mình quay cận. Cái sản phẩm mình làm ra yêu cầu nó phải cứng chắc. Ai cũng có thể làm được hết. Còn này là hạt nhỏ nè, cũng cái kiểu đó, nhưng mà cái hạt nhỏ. Bốn anh, bốn chị lớn, con chị nhỏ nằm ở chính giữa. Rồi, chúc các bạn thành công ha.